tự hào với những nỗ lực và thành tích của mình trong suốt quá trình học. Đây sẽ là một nền tảng tuyệt vời trong sự nghiệp của bạn. Mình xin giới thiệu, mình là Nguyễn Đức Lâm, mình làm việc tại công ty tổ chức sự kiện Liền ở Nghệ An. Xin chào các bạn, Đồ Họa Thuận Yến xin giới thiệu với các bạn bạn học viên Nguyễn Đức Lam đến từ Nghệ An, hiện đang làm việc tại công ty tổ chức sự kiện Huy Hiền, đã xuất sắc hoàn thành khóa học lập trình vàng điều khiển ánh sáng MA. Cơ duyên nào mà anh đến với Đồ Họa Thuận Yến? Mình đã tìm hiểu nhiều và biết tại Đồ Họa Thuận Yến có thể cầm tay chỉ việc và hỗ trợ học sinh sau khi hoàn thành khóa học. Điều đó là mình rất yên tâm. Cảm ơn bạn đã không ngại đường xa để đến với Đồ Họa Thuận Yến. Dù trẻ tuổi nhưng các bạn rất siêng năng, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, học và thực hành miệt mài với sự hướng dẫn tận tâm của các chuyên gia lâu năm. Thực hành thực tế trong suốt quá trình học giúp cho các bạn có đủ tự tin và thành công trong sự chuyên nghiệp khi vận hành show thực tế. Chúc mừng bạn đã tốt nghiệp khóa học. Hãy chinh phục đam mê của mình để hái những trái ngọt trong tương lai nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng thưởng thức kết quả qua phần bài tập của bạn Lam.